Rồi chào anh em nha, lên tiếp cho anh em cái bình xăng con Yoshimura TM24 kim ống 6 nha, hàng zin rã xe Nhật về nha, chưa vô xăng tại Việt Nam. Bình này tình trạng là cực đẹp, lai new nha. Đó, anh em nhìn hình đánh giá nha, chất bình bao đẹp, lai new như mới. Thì bình này mình bán cho anh em với giá là 4,7 triệu nha. Đó, bao anh em nguyên zin không lỗi lầm, đẹp long lanh, thích hợp cho tất cả các dòng xe xăng cơ, từ máy hơi 100 trở lên là ok. 54 dinh đôn, dinh viên gì xài ok hết anh em. Bình này hỏng 24 nha, bình Yoshimura xa băng đồ chơi của Nhật. Bình tình trạng còn cực đẹp, lai new không đẹp, đẹp không lỗi lầm nha. Giá mình bán bình này là 4,7 triệu nha. Anh em nào cần alo mình 0933996332. Cái chất bình anh em nhìn thấy không, tem nè, đẹp không lỗi không trầy. Giá là 4,7 triệu cho bên này nha. Đúng bình xăng con Yoshimura TM24.